Tại phiên xét hỏi thẩm vấn đối với 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu trưởng ban kiểm soát SCB khai sau khi nghỉ việc được bà Trương Mỹ Lan cho hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra, người này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Trả lời hội đồng xét xử về lý do xin nghỉ việc vào tháng 4 năm 2019, bị cáo Phạm Thu Phong cho biết, năm 2016, khi kiểm tra một số chi nhánh mà không tiếp cận được hồ sơ không đầy đủ, không được các bộ phận hợp tác, nên không thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Đến khi nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan nói công việc áp lực nên có gửi quà cho bị cáo Phong. Số tiền nhận được từ Trương Mỹ Lan thông qua lái xe là 20 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo Phong đã nộp lại toàn bộ trong quá trình điều tra. Cáo trạng xác định trong thời gian làm việc tại ngân hàng SCB, Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Bị cáo đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 90.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3 tại phiên xét hỏi thẩm vấn đối với các bị cáo còn lại trong 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã khai là nhận thức được hành vi của mình và xin nhận tội. Bị cáo chỉ xin trình bày bổ sung thêm về việc nhận số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ do SCB hối lộ. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận bản thân đã nhận của Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, 4 lần với số tiền là 5,2 triệu đô la Mỹ. Bà Nhàn cảm thấy lo lắng nên đã gọi cho Văn nhiều lần đến lấy lại số tiền nhưng Văn không đến lấy. Về việc cất giữ số tiền 5,2 triệu đô, Nhàn khai gửi tại nhà của cậu và hai lần đưa về quê Nam Định. Bị cáo cho rằng những người này đều không biết tiền từ đâu mà có. Bà Nhàn cũng khai đã thanh tra hai lần ở SCB vào năm 2017-2018, không liên lạc với ai để tác động vào kết quả thanh tra và làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị đang bỏ trốn, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Văn, với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 118 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết ước thanh toán vốn đầu tư công của cả nước đến hết tháng 2 là 60.000 tỷ đồng, đạt 89,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 32 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 6 địa phương giải ngân thấp dưới 5%. Bộ Tài chính cũng cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc khiến cho việc giải ngân chưa đạt như kỳ vọng, như khó khăn liên quan đến phân bổ vốn. Hiện còn khoảng hơn 25.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ chủ yếu dự kiến bố trí cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Lượng vốn này tương đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm. Một thông tin tại khu vực Hà Nội nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 15 tháng 3, thì các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi như là đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định trên đường Hoàng Minh Thảo và các cầu Trương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù. Tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn của thành phố trong thời gian tới. Hiện tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn của Hà Nội, khiến cho vỉa hè và lòng đường nhiều tuyến phố bị chiếm dụng kinh doanh, gây cảnh lộn xộn, gây ùn tắc cục bộ và mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng, trong đó thanh toán qua phương thức quét mã QR code có xu hướng tăng mạnh. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá. Trong tháng 1 năm 2024, so với cùng kỳ của năm 2023, số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 60%, đặc biệt là thanh toán qua phương thức QR code tăng gần 900% về số lượng và hơn 1.000% về giá trị. Phương thức thanh toán rút tiền qua cây ATM thì giảm 15%, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt là rất lớn. Liên quan đến câu chuyện việc làm cho người lao động thì ngày 9 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2024. Ngoài các vị trí việc làm trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đang nỗ lực kết nối, tìm kiếm nguồn nhân lực làm việc ở nước ngoài. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Với gần 40 doanh nghiệp trực tiếp tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm, ngày hội đã thu hút hơn 1.000 sinh viên, người lao động tới tham gia, kết nối tìm kiếm việc làm. Ngày hội cũng là nơi kết nối giúp người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Có mặt rất sớm, Thanh Hiền, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn tìm được việc làm bán thời gian để vừa học tập, vừa lao động kiếm thêm thu nhập. Dạ, em muốn kiếm công việc part time, làm pha chế, làm heo ca, rồi em muốn làm ca sáng hoặc là ca tối, tùy heo ca em chọn. Sự kiện cũng là cơ hội giúp các bạn sinh viên có nhiều trải nghiệm, tích lũy thêm kiến thức thực tế. Em tới đây em muốn kiếm thêm những kinh nghiệm làm việc và được anh chị tư vấn thêm về tới nghề nghiệp với lại tới vị trí trong tương lai. Cũng tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển lao động xuất khẩu hoặc du học, vừa học vừa làm tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Là đơn vị chuyên đào tạo, chuyển giao, đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco mong muốn tuyển dụng nguồn lao động chất lượng đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Đến với ngày hội ngày hôm nay thì mục tiêu của Suleco là tuyển dụng được nguồn lao động chất lượng và đặc biệt là từ các em sinh viên đã được đào tạo qua các trường lớp như cao đẳng, đại học của Việt Nam mình. Và số lượng kỳ vọng là hiện tại là khoảng cỡ theo quý thôi ha, khoảng cỡ 100 trở lên. Đó, thì hiện tại còn số lượng mà một năm đối với Suleco là khoảng cỡ 1.000 lao động được đào tạo và chuyển giao đi làm việc tại Nhật Bản. Ngoài các gian hàng tuyển dụng, đội hình tiếp sức người lao động tại các văn phòng tư vấn, hỗ trợ, hướng nghiệp, giới thiệu cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố tìm kiếm việc. Trong cái chương trình thì chúng tôi sẽ triển khai ở các cái văn phòng trực thuộc trung tâm như là ở 4 bến xe, miền Đông, miền Tây, ngã tư ga và An Sương. Thì ở 4 bến xe này thì như mọi năm thì cũng có cái sự phối hợp của các tình nguyện viên của các cái quận đoàn và hội liên hiệp thanh niên của quận cũng tham gia với các cái văn phòng để hỗ trợ cho người lao động khi lên thành phố tìm kiếm việc làm, hạn chế được những cái tình trạng cò lao động. Với tình hình kinh tế năm 2024 có những điểm sáng, việc tạo cơ hội cho người lao động khi tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo sẽ giúp người lao động có sự lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp, ổn định cuộc sống. Mới đây, bán kết bảng phong trào mở rộng cùng các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự góp mặt của 8 nhóm nhảy nhằm chọn ra 4 nhóm nhảy xuất sắc nhất đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vòng chung kết Đà Lạt Best Dance Crew 2024 Hoa Sen Home International Cup. Bảng phong trào mở rộng diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 29 tháng 4 tới đây. Với chủ đề Be You, Be Unique, định chất tôi, Đà Lạt Best Dance Crew 2024 Hoa Sen Home International Cup mong muốn tìm màu sắc cá nhân thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Đối với tụi em thì tụi em luôn đặt một cái mục tiêu cao nhất để có thể đưa nhóm mình, tạo một cái động lực để nhóm mình tiến tới. Tụi em sẽ không bao giờ mà dừng lại trên chặng đường của mình và mong các đội bạn cũng sẽ như thế, cố lên, cố lên. Chúng tôi cũng muốn mang đến là cái nguồn năng lực tích cực, rồi cổ vũ cái tinh thần mà nhảy múa, rồi cái sự mà tự tin để mà thể hiện cách riêng, cũng như tinh thần đồng đội của các em trong cái cuộc thi ngày năm nay. Qua đó thì nó cũng là thúc đẩy cái phong trào mà luyện tập thể dục thể thao của thanh niên, thiếu niên của khắp cả nước. Cuộc thi đã tìm ra được 4 đội tiến vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Giải nhất thuộc về nhóm nhảy Big Boom Dance Team của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Giải nhì thuộc về nhóm nhảy Silver Team của trường Đại học Kinh tế Luật. Và giải ba thuộc về hai nhóm nhảy là nhóm B2C của trường Đại học Hoa Sen và nhóm Mark Rue của Đại học Sài Gòn.